TC88 Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và tất cả các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Audio giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những sản phẩm đầu bảng của Mackie, một chiếc mixer có thương hiệu là DL32R của nhà Mackie. Đây là một trong những dòng mixer cao cấp nhất trong phân khúc mixer không dùng fader hay còn gọi là mixer rack. Quý vị và các bạn đến gần hơn với chiếc mixer này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì nhà Mackie có rất nhiều model khác nhau, nhưng đầu bảng và cao cấp nhất trong dòng mixer rack không sử dụng fader thì có thể nói đây là DL32R, là dòng cao cấp hết số của mức cửa âm của Mackie. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì những dòng mixer cao cấp này thường họ sẽ trang bị những công nghệ tối tân đặc biệt nhất và có những cái gì tinh túy thì hãng thường sẽ đưa vào ưu ái những đứa con cưng của mình. Chính vì vậy nên người ta sử dụng một những cái mixer như Mackie DL32R này thì chúng ta sẽ trải nghiệm được một thứ âm thanh vượt trội hơn hẳn so với những cái mixer đời thấp hơn. Quý vị và các bạn cùng xem tổng thể mặt trước rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Không có một nút vặn nào ngoài nút chỉnh to nhỏ của phone, còn tất cả đầu ra đầu vào không hề có một nút vặn nào. Đây là dòng mixer có thể nói là đa dụng, vừa dùng karaoke trong gia đình, bữa tiệc nhỏ, party hoặc là hát nhau nghe, cũng có thể dùng cho sân khấu hội trường. Rất đa dụng, quý vị và các bạn có thể dùng một chiếc mixer này cân cả ban nhạc luôn. Bao gồm 32 đầu vào và 14 đầu ra, thoải mái cho quý vị và các bạn kết nối. Chúng ta đi tổng quan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chiếc mixer này có giá trên 50 triệu đồng, không hề dễ chịu một chút nào. Với những anh em mà không có khả năng tài chính thì để sở hữu những mixer này chúng ta phải mất rất nhiều thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, thì đây là một chiếc mixer có thể nói là đầu bảng của Mackie. Chính vì vậy họ chăm chút, họ làm từ những cái quạt tản nhiệt rồi hệ thống cổng kết nối vô cùng đơn giản, bao gồm cổng com, cổng mạng LAN đây. Thì kết nối nó vô cùng đơn giản quý vị và các bạn ạ. Chỉ cần một chiếc dây mạng này, chúng ta cần một cục wifi, chúng ta cắm vào đây và chúng ta bắt wifi kết nối vào máy tính hoặc vào điện thoại vân vân và vân vân là chúng ta có thể điều khiển chiếc Mackie này. Thì hôm sau, trong video lần sau, thì TCM8 Audio sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối và cách chỉnh chiếc mixer này. Vẫn rất nhiều thời gian thì quý vị và các bạn mới ngắm mới hiểu được những chiếc Jack Music được mạ rất cao cấp. Quý vị và các bạn thấy không? Những dòng mixer hết số này thì họ rất là chăm chút, những rắc họ cũng đã làm rất là cẩn thận. Tổng quan thì chiếc mixer này không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng điều đặc biệt ở đây là công nghệ. Công nghệ thì luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta ngày xưa chúng ta đều biết rằng những chiếc mixer 32 line mà chạy bằng cơ thì gần như là hai người khênh không nổi, nhưng bây giờ công nghệ thay đổi hoàn toàn, bé xíu xinh xinh thôi nhưng quản lý 32 line, và đặc biệt là còn mua một để được tặng 7. Quý vị và các bạn đều biết rằng trong những mixer số này nó tích hợp rất nhiều công nghệ, bao gồm equalizer và com gate, rồi 4 effect, và đặc biệt là cả hệ thống chia quay cho loa nữa. Vô vàn công nghệ trong một cái mixer
rất là nhỏ gọn như thế này. Tổng thành cái miếng sơn này thì rất là nhẹ, không hề nặng, nhưng ẩn chứa trong nó là một bầu trời công nghệ quý vị ạ. Nhỏ nhưng có võ, và đặc biệt là công nghệ đã thay đổi rồi, chúng ta không cần phải cái gì đó quá cồng kềnh. Chúng ta làm show sự kiện, hoặc chúng ta đi làm những cái show tiệc nhỏ, thì những dòng mixer này rất đa dụng, rất phù hợp, tiếng của nó rất thật sạch bay. Và đặc biệt là những người nào mà đã sử dụng Mackie rồi thì đều biết rằng đây là những dòng mixer cao cấp dành cho thị trường châu Âu. Chính vì vậy nên là cái khả năng trình diễn cũng như độ bền của nó rất cao. Rồi, tổng quan thì TCM8 Auto giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc mixer DR3R. Thì quý vị mọi chi tiết quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc mixer này thì quý vị và các bạn liên hệ với hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình quý vị đây. Và ngoài ra thì TCM8 Auto còn rất nhiều những thiết bị khác, bao gồm đôi loa Dolby và những chiếc loa AAB, beam 350, hàng RDG rất bền, siêu bền, và những dòng loa Melo. Quý vị và các bạn có thể cần nhu cầu những dòng gì thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với TC88 Auto. Ngoài ra là những dòng Delnit và BRB, BRB 325 của Nhật. Ngoài ra thì những dòng vang số X5 và những dòng vang cơ, những dòng âm ly Hàn Quốc Gunnus và đầu Việt KTV, rất nhiều cục đẩy Electro Void, rồi là Vilex và những dòng đẩy FB nguồn xung, thì TCM8 O rất nhiều quý vị và các bạn nhé. Thào quý vị và các bạn lựa chọn những dòng loa cáo đây, dòng mic mới, mic bãi rất nhiều. Và đây là cái không gian trưng bày của TC88 Audio. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu thì ghé qua, hoặc là quý vị và các bạn có thể gọi điện, nhắn tin. Quý vị cần cái gì thì TC88 Audio sẽ review và sẽ thử test cho quý vị và các bạn. Video đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt.